hãy cùng với mẹ chồng Quốc Dân trải nghiệm nha, uống collagen. À, Ngân Quỳnh xin cũng nói với các bạn một điều này, chúng ta uống khoảng nhiều quá 20ml nha. Và chúng ta uống khi bụng đói thì sản phẩm nó có thể thẩm thấu vào trong cơ thể mình tốt hơn. Chứ chúng ta uống khi bụng no rồi thì nó hòa lẫn vào thức ăn thì nó không tốt nha. Rất là dễ chịu luôn. Nó chua chua, ngọt ngọt và thơm thơm nữa. Cho nên là các bạn đừng có ngại nha. Có nhiều bạn thì nói là sản phẩm thì tốt nhưng mà uống mà nó đắng hoặc là nó có mùi khó chịu thì lập tức người ta sợ, người ta không uống. Nhưng đây Hebora Collagen là một cái loại nước uống rất là tốt cho cơ thể và rất là ngon miệng nha. Chua chua ngọt ngọt. Các bạn ơi, các bạn biết trong cuộc đời phụ nữ chúng ta hai thứ gì làm cho chúng ta hạnh phúc không? Đó chính là hạnh phúc gia đình được viên mãn. Thứ hai nữa là người phụ nữ được thừa hưởng một nước da, một làn da trắng, mịn màng và hoàn hảo. Ngân Quỳnh cũng chia sẻ cùng với các bạn, Ngân Quỳnh rất là may mắn khi có được một gia đình hạnh phúc. Đó là ông xã Ngân Quỳnh luôn luôn đồng hành với Ngân Quỳnh khắp nơi. Ngân Quỳnh cũng giống như các phụ nữ khác, khi vào lứa tuổi này rồi, vào lứa tuổi trung niên rồi, thì cái điều lo lắng của Ngân Quỳnh nhất đó chính là tuổi tác. Lúc mà Ngân Quỳnh trên 30 tuổi đó, tầm khoảng chừng tầm 32, 33 tuổi đó, thì một ngày nọ thì mình cũng sáng rửa mặt ra, tự nhiên cái soi gương xuất hiện một vết nhăn đầu tiên. Rồi tự nhiên mình rất là lo sợ. Rồi cái mình cứ nghĩ chỉ là một vết nhăn thôi. Thì khoảng chừng nửa năm sau thì thấy xuất hiện thêm vài vết nhăn mà nó càng ngày càng đậm đi. Rồi cái hai bên da má của mình là bắt đầu nó nhão. Nó không còn đàn hồi, nó không còn mà như hồi con gái nữa. Tới tuần tuổi này thì Ngân Quỳnh đã trải qua rất nhiều, cho nên Ngân Quỳnh có thể tả cho các bạn thấy cái sự tàn phá của lão hóa như thế nào. Hồi 20 tuổi nha, da căng mịn, không sợ gì hết. Ra nắng cả ngày cũng chẳng hề hấn gì. Về là coi như là không bị thâm nám gì luôn. Chỉ cần rửa mặt tối là phục hồi lại y như cũ. Chưa đâu quý vị, ngoài cái việc da mặt của mình lão hóa ra, thì một cái điều đáng nói hơn hết nữa, đó là về vấn đề cân nặng. Ngân Quỳnh ăn uống rất là kiêng khem, nhiều khi không dám ăn những cái những món ăn mà mỡ dầu nhiều quá, ăn cũng ít lại, nhưng mà không biết vì sao mà cân càng ngày là càng tăng vụt lên, và bụng hoặc là tai của mình nó giống như là tích tụ mỡ thừa. Đánh mỹ phẩm lên, da lúc nào cũng đẹp, cũng sáng tươi. Thực sự là rất là khủng khiếp khi mà cái làn da của mình đã bị lão hóa các bạn ạ. Cho nên là như thế này, đến lứa tuổi của mình, mình cứ cho rằng là như thế này, có một vài chị em phụ nữ nói chấp nhận khi cái tuổi già của mình ập đến là mình phải tuân theo luật tự nhiên. Đó là quan điểm của mỗi người mỗi khác, nhưng theo đa số thì phụ nữ nào cũng yêu bản thân mình, cũng yêu lấy cái làn da của mình. Cho nên là nếu như các chị em nào chưa biết hoặc là muốn bảo vệ làn da thì hãy lắng nghe và cùng Ngân Quỳnh trải nghiệm nhé. Ngân Quỳnh cứ trăn trở lo hoài, không biết mình tìm được cái loại sản phẩm nào tốt và thuận lợi nhất cho công việc của mình. Thì một hôm Ngân Quỳnh được một người bạn giới thiệu cho Ngân Quỳnh biết là loại collagen này mình dễ dàng mang theo nè, rồi mình dễ dàng sử dụng, sau khi mình về nhà mình không cần làm gì hết, mình chỉ cần uống thôi. Đó chính là collagen dạng uống, nước uống collagen hương hoa hồng ra mát. Hebora Collagen là một sản phẩm mang đến cho một Ngân Quỳnh hiệu quả nhất, và Ngân Quỳnh nhìn thấy và cảm nhận được. Hebora Collagen được nghiên cứu, phát triển và được sản xuất bởi một trong những tập đoàn lớn nhất ở Nhật Bản, Kotobuki, bảo đảm an toàn và cam kết về chất lượng. Khi công ty Pihi nhập khẩu vào Việt Nam thì Hebora Collagen có đầy đủ những giấy tờ kiểm định lưu hành của Bộ Y tế
Cho nên Ngân Quỳnh rất là tin tưởng khi dùng sản phẩm này. Các bạn ơi, Ngân Quỳnh có một lời khuyên với các bạn nhé. Khi chúng ta dùng một cái sản phẩm nào đó thì chúng ta phải nên tìm hiểu kỹ càng xem có đảm bảo hay không. Nếu như một cái sản phẩm nào đó đem lại hiệu quả tức thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe rất là nhiều. Nhưng riêng Hebora Collagen cải thiện từ bên trong, đảm bảo hiệu quả cao và không nguy hại đến sức khỏe các bạn nhé. Nếu như các bạn không biết giữ gìn làn da của mình như thế nào, hoặc là không hài lòng với sản phẩm cũ, thì tại sao các bạn không dùng Hebora Collagen? Đây, giống như Quỳnh đây nè, Quỳnh đang dùng Hebora Collagen, bảo đảm sau một liệu trình thì da các bạn sẽ căng mịn và cải thiện hơn rất nhiều. Đến lúc đó các bạn sẽ tự tin lên nhiều đấy. Cái điều mà khiến cho Hebora Collagen đặc biệt hơn các sản phẩm khác đó chính là có một cái khả năng hạn chế tích tụ mỡ thừa, làm cho cơ thể chúng ta thon gọn nè, không béo phì các bạn nhé. Ngoài ra thì Hebora Collagen còn giúp chị em chúng ta cải thiện về chức năng xương khớp, tóc không khô và gãy rụng nữa. Da chúng ta là càng ngày càng cải thiện hơn. Và hơn nữa chúng ta có thêm một cái mùi hương rất là nhẹ nhàng trên cơ thể các bạn nhé.